clip số 10. Xin trở lại với các bạn. Mẹ của các loài hoa đó là hoa mẫu đơn. Giới thiệu các bạn, đây là cái khóm mẫu đơn đặt trồng trên một cái thống. Cái thống rộng một mét vuông. Đó. Và những cái thân của những cây mẫu đơn nó đã to như thế này rồi. Đó. 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 Mẫu đơn. Đó, cây mẫu đơn. Đó. Mùa này thì nó không có hoa, nhưng cái dáng này là dáng chùm, dáng ô, xòe ô. Và các bạn thấy là 1 2 3 4 nó rơi vào tầm khoảng 10 năm thân trụm vào. Đây là cây mẫu đơn, cái búi mẫu đơn, khóm mẫu đơn. Gọi thế nào cũng được, đó. Đấy, để vào trồng vào một cái thống 1 mét vuông và cao tầm khoảng 3 mét. Cũng hơi hơi có hoa kia. Mình sẽ zoom lại một chút để xem cái hoa của nó như nào. Đó. Hoa nó hơi thưa. Đó. 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 Và cái mới của chúng đây. Đó. Các bạn thấy là cái gốc của nó. Đó. Là ok chưa ạ? Nhìn tổng thể một chút. Đó, đấy là cái bới mẫu đơn số 1. Các bạn có thể liên hệ những cái bới mẫu đơn, những cái khóm hàng độc hàng lạ trên quê hương Ba Vì chúng tôi. Số điện thoại liên hệ là 0163530982. Và giới thiệu các bạn, đây là cái khóm mẫu đơn thứ 2. Khóm mẫu đơn này thì cũng vào một cái thống. Thống này hơi lạ hơn một chút. Đó, và các bạn thấy nó cũng hoa đây rồi. Đó, hoa mẫu đơn này. Đó. Đó. Cái bới này. Đó. Bới này. Bới của nó đây. Đó. Mầm này. Đó. Các bạn thấy là rất là cái này là dáng như kiểu là cái mâm xôi. Dáng lấm. Đó. Cái này cũng là sống tươi tốt đẹp rồi. Đó. Lá, phần lá này. Anh em có thể liên hệ cây này, cái mẫu đơn số 2 của cái clip về mẫu đơn của mình nhé. 0163530982. Chia sẻ, đưa thông tin ra. Nên các bạn có thể là giới thiệu, cũng sẽ có cái mức mà các bạn giới thiệu được. Hoặc là các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên mình là 0163530982. Đây là nhìn cái trong chợ quay ở trong cái bới của nó. Đó, rất là mẫu đơn thì nó thân chùm, nó không phải là một thân. Ok chưa ạ? Và tiếp theo là giới thiệu cái khóm mẫu đơn thứ 3. Đấy. Anh em thấy là cho một cái thống dáng bộ khác đi. Đấy, khóm mẫu đơn này thì cái này thì có những cái thân rất là to. Cái này thân của nó bằng cái ống nước 27. Ống 27. Rất là to. Nó cũng bị sẹo sần sùi. Trông rất là cổ kính. Và cái thân của nó rất là chi chít. Trồng trong một cái thống hình tròn. Cái đôn. Cái này mình không ấy lắm nhưng mà đại khái là hình tròn. Đấy, tổng thể nó như này. Đặt lên đây nó cao khoảng 2,5 m. Tán như này. Đó. Cây này cây số 3 nhá. Anh em nào có thiện chí hoặc là giới thiệu thông tin này đưa lên để cho mạng xã hội, để đưa đến nhiều người cần, nhiều người có để biết, chia sẻ, giao lưu mua bán. Số điện thoại liên hệ là 0163530982. Ok. Cảm ơn các bạn.